Thầy chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài 101 trang 49 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Tìm x, biết a, giá trị tuyệt đối của x bằng 2,5. Chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức giá trị tuyệt đối vào để mà giải. Thì đối với trường hợp chúng ta biết rằng là trị tuyệt đối của x sẽ bằng x nếu x lớn hơn 0, bằng trừ x nếu x nhỏ hơn 0. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng là x nó sẽ mang một trong hai giá trị, hoặc là trừ x hoặc là x. Yeah. Trị tuyệt đối của x bằng 2,5 thì chúng ta suy ra được x sẽ bằng 2,5 hoặc x bằng trừ 2,5. Vậy x bằng 2,5 hoặc x bằng trừ 2,5 là mang giá trị âm, đúng không ạ? Tiếp theo b, trị tuyệt đối của x bằng âm 1,2. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là giá trị tuyệt đối của x thì nó luôn luôn là một số lớn hơn 0, tức là nó không âm, đúng chưa? Với mọi x âm 1,2 đây, chúng ta thấy rằng nó là một cái số âm, do đó nó không tồn tại một số x nào đó sao cho cái giá trị tuyệt đối của x này nó bằng 1,2. Các bạn ghi b, là trị tuyệt đối của x luôn luôn lớn hơn hoặc là bằng 0 với mọi x mà trong trường hợp này âm 1,2 nó lại là một số nhỏ hơn 0. Do đó ta có kết luận là không tồn tại. X để trị tuyệt đối của x bằng âm 1,2. Đó. Tiếp theo ý C, trị tuyệt đối của x cộng 0,573 bằng 2. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ ghi ý C, trị tuyệt đối của x cộng 0,573 bằng 2. Lúc này chúng ta sẽ để giá trị tuyệt đối của x ở một bên và chúng ta chuyển các hạng từ tự do sang một bên. Với x chúng ta hiện tại đang là ẩn thì chúng ta để x trị tuyệt đối của x bằng 2. Ta chuyển 0,573 sang vế bên phải thì sẽ phải đổi dấu, đúng chưa ạ? Theo quy tắc thì sẽ bằng trừ đi 0,573. Trị tuyệt đối của x bằng 2 trừ đi 0,573 thì sẽ được 724, sẽ bằng là 1,427, đúng chưa? Vậy thì giá trị tuyệt đối của x, lúc này chúng ta thấy x nó sẽ mang giá trị 1 là bằng 1,427 hoặc là x nó sẽ là bằng trừ 1,427. Vậy chúng ta kết luận x bằng 1,427 hoặc x bằng trừ 1,427.
Đó. Tiếp theo, ý cuối cùng. Đi. Chỉ tuyệt đối của x cộng 1 phần 3 trừ chữ 4 bằng 1. À, thế thì dạng bài này chúng ta cũng sẽ thực hiện chuyển âm 4 sang. Những hạng tử mà không có trong chỉ tuyệt đối sang. Vì nên phải ý đệ. Chỉ tuyệt đối của x cộng 1 phần 3 trừ 4 bằng âm 1. Âm 1. Lúc này để giá trị tuyệt đối là x cộng 1 phần 3 ở phía bên trái chuyển 4 sang sẽ bằng chuyển 4, 4 đang mang giá trị âm thì sẽ chuyển sang phía bên phải nó sẽ mang giá trị dương sẽ thành âm 1 cộng 4. Âm 1 cộng 4 thì đây là cộng hai số khác dấu. Ta sẽ lấy 4 trừ đi số 1 bằng 3. Mang dấu 4 là dấu dương, như vậy nó sẽ là dương 3. Lúc này chúng ta thấy rằng một chỉ tuyệt đối sẽ mang một trong hai giá trị. Giá trị thứ nhất nó sẽ là bằng 3, hoặc giá trị thứ hai nó sẽ bằng âm 3. Đây chúng ta sẽ mà x cộng 1 phần 3 sẽ bằng 3 hoặc x cộng 1 phần 3 bằng âm 3. Lúc này chúng ta sẽ giải ra x cộng 1 phần 3 bằng 3 thì chúng ta đổi x sẽ bằng 3 trừ đi 1 phần 3 thì sẽ bằng 8 phần 3, đúng chưa? 8 phần 3 hoặc x cộng với 1 phần 3 là x sẽ bằng âm 3 trừ đi, đấy, đúng rồi, đổi sang là âm nhá, âm 3 trừ đi 1 phần 3 sẽ được là bỏ 3 là 9, như vậy là 10 phần 3 mang giá trị âm, âm 10 phần 3. Vậy chúng ta kết luận, vậy x sẽ mang giá trị là bằng 8 phần 3 hoặc x sẽ mang giá trị là âm 10 phần 3. Vậy là thầy vừa hướng dẫn các em giải xong bài 101 trang 49 sách giáo khoa toán 7 tập 1 phần đại số. Thầy chào tất cả các em.